Thế là sẽ hôm nay sẽ nói về luật luật bóng rổ một cách nhanh cơ bản và có thể là không đúng. Vậy tại sao lại phải nói là có thể là không đúng? Tại vì những gì mình chưa thể may và chỉ nó mang chất là ở cơ bản là đầy đủ, nghĩa là ông kiểu nó xem xong là ông lại biết luật như nào, nó thì quay ra một chút nhé. Anh quay vào trường bóng rổ từ năm lớp 11, rất là chậm hơn so với Trang Lửa là một năm, thời của anh cấp 3 là một năm chơi. Bản thân anh dạy thì cũng hay dạy với những bạn mà bắt đầu lên lớp 10 mới chơi, chứ không được kiểu tiếp quản những bạn từ cấp 2 mới chơi rồi. Nên là việc vấn đề phổ cập kiến thức này nó là rất hay phải làm, chỉ có vài cái rút lại. Đó rất đơn giản thôi nhé. Bóng rổ là luật như sau. Đầu tiên em được cầm bóng hai tay hai lần, giả sử như em được một bạn phát chuyền. Là lần đầu tiên của em dê, em bắt. Là lần thứ hai em muốn di chuyển quả bóng rổ thì chỉ đập bóng một tay, đó là thứ nhất, em nói lại, đó là luật thứ nhất đúng không? Đấy, muốn di chuyển đây đập bóng một tay, nghe chưa? Nhưng ông chỉ được bắt bóng hai tay hai lần, sử dụng ông được chuyển một lần, có lần thứ hai ông không được bóng, nếu được bóng sẽ bắt được hai bóng. Đấy, ông bóng lần thứ hai ông chỉ thể một lần chuyền hai này ba hết, còn ông ném người đối thủ thì tùy ông. Khi ông bắt bóng hai tay thì ông được quyền chọn một trụ, có thể là trụ bên này hoặc là trụ bên này, tùy ông chọn. Khi ông đã chọn trụ bên này thì ông được quyền xoay bên này xoay các thứ. Nhưng khi ông không được chọn ông không được đảo trụ, ông chọn này xong về đây họ chọn như này, đúng không? Đã chọn trụ nào thì chỉ một trụ thôi. Sửa lại lại nhé, chưa bảo. Ok. Trụ. Rồi, đó là vấn đề về trụ. Trụ và khi nhận bóng. Trong rổ thì có 3 kỹ năng chính của một cầu thủ, đó là một là chuyền. Hai là dẫn bóng. Thế nó còn cái nhỏ nhỏ khác như kiểu rebound, steal, block. Thì vào trận đấu thì các em sẽ hiểu nó tuyệt đối khá nhiều hơn. Luật tiếp theo là các luật về phạm lỗi nhá. Những luật kiểu bước linh tinh thì nó không tính vào lỗi cá nhân, nhưng lỗi cá nhân là lỗi phạm lỗi với người khác nhá. Thế như kiểu như là người ta đang rơi này, em đánh tay người ta, là lỗi cơ bản nhất, đánh tay. Người ta đang rơi này, em đẩy người ta. Lỗi thứ hai, đẩy người. Lỗi nào nhỉ? Riêng các lỗi về mặt đánh thì chắc chắn rồi. Có một là gần đây có một cái lỗi nữa cũng hơi khó giải thích một chút, nữa là khi rê bóng các hậu vệ thì hay kiểu là vạt tay này. Nếu mà vạt rê mà vạt thế này thì ok, nhưng mà vạt ngang theo hướng kiểu là vừa vạt đẩy thì cũng là lỗi. Đa phần là đánh tay với cả đẩy người là hay dễ gây ra đánh cả nhau nhé, thì là hay dễ bị lỗi nhé. Một lượt tấn công thì có 24 giây, nhưng mà nếu như trận đánh phủi nó cũng không quá quan trọng như thế đâu. Còn đứng ở trong khu hình thang là 3 giây, nhưng mà đánh ở sân thì không tính đấy. Nó hơi có một cái trong bóng rổ, có một cái bước gọi là cái trò lên rổ. Khi em lên rổ thì không ai được chạm vào em trong hai bước đấy, nhưng khi đã lên rổ hai bước rồi thì nó phải là theo một cái motion, nó không được quan trọng. Giả sử như em lên rổ 1, 2 em phải ngại này bước, nhưng mà nếu mà em lên rổ là phải lên rổ luôn, 1, 2 em phải lên luôn, em không được phanh lại, không được stop cái motion này, không được stop mà nó phải theo flow. Nhưng bù lại cái ưu điểm thì là đấy, ưu điểm, cái nhược điểm thì là mình phải theo cái flow là 1, 2 bước để bay lên trời, truyền bóng ném gì đấy. Nhưng mà cái ưu điểm của nó ấy thì là cái nhược điểm là mình phải theo cái motion. Nhưng cái ưu điểm thì là trong hai bước đấy thì là không ai được chạm vào mình, gần như là không ai được chạm vào mình. Còn nó không ai được chạm vào mình không nghĩa là họ không được tì đè, ý nghĩa kiểu như là họ không được cản đường hay là họ không được
đẩy nhất là sẽ đa phần là hai bước đấy là mình sẽ chiếm vị trí tại khoảng trống để bóng cho bạn khác. Ok, anh nghĩ chắc đấy là mình cơ bản cho bóng rổ. Còn những cái nhỏ nhỏ nữa các em cứ ra sân đánh nhiều rồi sẽ biết. Như kiểu là nếu đánh cả sân thì nó cho là 8 giây, xong rồi 8 giây ở đây là cầm bóng lên rửa sân. Cái vạch rửa sân là phải qua 8 giây, xong rồi hoặc là 5 giây, thôi cái 5 giây thì thôi rồi. Cứ là nhất là chỉ là đánh tay, đẩy người, bước, hai bóng, một cái thôi là đủ. Ok.